Vâng. Và tiếp theo đây Tâm sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một con xe Focus đời 2009. Xe thì bao đẹp nha cô chú anh chị nha. Xe rất là đẹp. Xe này là sản xuất năm 2009, số sàn, máy xăng, động cơ là 1.8. Nguồn gốc của nó là gốc trước đây là ở thành phố Hồ Chí Minh, một chủ mua mới vừa được sang tên về Bình Dương mấy tháng thôi. Anh chủ này anh vô anh đổi xe cao cấp bên Tâm nên cái xe này nó dư ra. Thì bây giờ Tâm sẽ bán lại cho cô chú anh chị và các bạn. Để Tâm quay sơ lược một vòng bên ngoài rồi Tâm sẽ báo giá cụ thể luôn là con xe này Tâm bán 190 nha cô chú anh chị nha. 190 triệu cho con Focus 2009, số sàn, máy 1.8, xe rất là đẹp nha. Mình không có đem một con xe vừa phải mà đem so sánh với một con xe đẹp được nha cô chú anh chị nha. Xe này thì giá thị trường thì nó vô vàng. Có chỗ thì bán 180, có chỗ bán 170, nhưng mà nếu mà đem so chất lượng thì bây giờ cô chú anh chị đi tìm một con xe đẹp như vậy chắc hơi bị hiếm á. Rất là đẹp, cái gầm nó bao mới luôn nè. Gầm nó đen thùi lùi luôn. Đó, cái gầm mà mấy con ốc mà còn chấm sơn vàng luôn cô chú anh chị thấy không? Xe này ơ đô chạy đúng 13 vạn. Từ ở trong dân ra hồi chiều hôm qua là khách hàng vô đổi xe bên Tâm á. Cô chú anh chị thấy cái xe mà đi tới thời điểm này mà cái gầm nó còn mới tinh là biết rồi ha. Hôm nay Tâm quay tại nhà luôn. Nó hơi chật một xíu cho cô chú anh chị chịu cực xem nha. Đó. Len ken luôn á, len ken chứ không phải dạng vừa nha cô chú anh chị nha. Và đăng kiểm tới tháng 10 năm 2022, 4 vỏ mới. Em nghe anh ơi. Chứ thằng lính em nó không biết xử lý hả? Anh chờ em xíu em đưa điện thoại cho thằng nhân viên cái em đang quay clip. Nhẵn ơi. Nghe điện thoại giùm anh cái. Đây, cô chú chị mình thấy ha. Đây cái nội thất nè, rất là mới luôn. Nội thất khá mới nha. Vô lăng mà còn cỡ này luôn nè. Cái xe này nó cộp lắm. Cũ số nè. Nội thất bao đẹp luôn. Trần nỉ nguyên rin ha. Và đẹp nữa chứ không phải dạng vừa nha. Công tắc đèn là nằm đây nha cô chú anh chị nha. Coi mình coi nè. Mấy cái ốc này mà nó còn chấm sơn kiểm định còn 7 màu luôn ha. Xe này nó mới lắm cô chú anh chị ơi. Chạy đúng 13 vạn. Gương chỉnh điện ha. Tắp lô tắp bi nè. Mới tin nè. Xe này bên Tâm bán 190 nha cô chú anh chị. 190. Focus. Sedan. Hai đầu. Đó. Máy xăng số sàn. Nội thất mới ken. Ốc là chưa mở con nào hết ha. Ốc này nguyên riêng hết nha. Ốc nguyên riêng hết. Nội thất rất là mới. Mấy cái dây xích beo mà còn trắng phếu luôn. Cho nhà mình coi ha. Nội thất nè. Nó rất là len ken. Thùng bọng đồ đẹp lắm. Cái gầm hồi nãy ta mở rồi ha. Có cam lùi luôn nha. Có màn hình có cam lùi nha cô chú anh chị nha. Đây. Tâm cho nhà mình coi luôn ha. Cái này là để vệ sinh nè. Bánh xe cua đầu ngời đầy đủ ha. Cái thùng mới tinh nè. Có cục sinh gươm á. Có cục xà bông để nó chống hôi á. Với lại nó chống chuột á. Mới lắm nè, chưa mở con ốc hết á. Cửa nẻo cốp đồ là chưa mở. Cái xe cứng nó khác nha. Mình đừng có đem cái xe bèo đi so với cái xe cứng, là mình không có mua được xe cứng đâu. Mình mua cái xe cứng một chút, sau này mình đi á, nó bền bỉ.
và mình có muốn bán lại nó cũng dễ. Thứ hai nữa là mình đi nó không có hư vặt. Đó là theo cái kinh nghiệm nghề của Tâm á, là cô chú anh chị mua cái gì cũng vậy, mua cứng một chút, đẹp một chút là mình đi nó sẽ ngon, mà nó đẹp mắt và nó bền bỉ, sau này mình có muốn bán lại nó cũng có giá nữa. Nội thất rất là đẹp ha. Táp lô, táp bi nè, keo chỉ nè. 190 nha cô chú anh chị nha. 190 for good 2009. Một chủ mua mới ở Sài Gòn, góc thành phố là góc Sài Gòn á. À, mới sang tên về Bình Dương. Mới sang tên về Bình Dương mới đây thôi. Mấy tháng à. À, anh chủ này ảnh lên đời cao, ảnh lên xe cao cấp tiền mấy trăm triệu á, 600-700 triệu á, rồi ảnh đổi lại cho mình. Cô chú chị thấy bản lời mà còn chấm sơn hết luôn. Bản lời mà còn đen mung vậy luôn là mình biết cái chất lượng xe nó như thế nào ha. Xe này chạy đúng 13 vạn nha. 13 vạn. Táp lô táp bi nè. Ốc nè, ốc tán nè. Cô chú anh chị thấy không? Bản lề 7 màu luôn nè. Rất là mới nha. Xe này Tâm đang bán cho nhà mình là 190 nha. À, riêng con xe này thì theo Tâm biết chắc một điều là mua về là cô chú anh chị không phải tốn 1.000 nữa. Cái này là hôm qua ông anh ổng mới đi ở từ ở Đà Nẵng, ổng đi công vụ á. Đà Nẵng ổng vô, ổng chạy mấy trăm cây số. Nói chung ngon lắm, êm lắm. Xe này lên mà cô chú anh chị bà con mà thực tế cái xe là mình thấy mình chịu liền. Nó mới và nó đủ chất lượng để phục vụ khách hàng, chứ không phải cái xe tào lao mới lao ha. Bây giờ Tâm đang chuyển hướng qua một trong những cái xe đời cao để thứ nhất là Tâm phục vụ cho bà con với một cái tính cách là hết sức là an toàn. Thứ hai nữa là Tâm bán góp qua ngân hàng. Nhưng mà vì ở đây là thứ nhất là khách hàng đến đổi xe. Thứ hai nữa cái xe này nó quá cứng, mình không mua người khác mua ổn. Mình mua về để mình phục vụ bà con với cái tầm tiền ít ít lanh quanh 200 triệu có ngay con xe sedan. Đó, có ngay con xe sedan rất là đẹp để về sử dụng thì mắc gì không mua ha cô chú anh chị ha. Đồ chơi cơ bản có hết rồi, chất lượng xe thì bao đẹp, miễn bàn luôn ha. Chờ Tâm xíu. Chờ Tâm xíu nha. Đây, Tâm cho cô chú anh chị mình coi ha. Cái máy nó rin nè. Trời, cái máy nó rin tới công chuyện luôn. Nắp cò nè, chưa có dấu hiệu mở luôn. Ốc máy đâu chưa tháo luôn nè. Và không có rò một miếng nhớt nữa hết. 4 thắng đĩa ABS luôn nha. 4 thắng đĩa ABS. Mình nhìn bình nước nhiệt này mình cũng biết nè. Bình nước nhiệt mà nhìn nó như bình nước mới luôn. Nhìn thấy nước ở trong luôn. Và chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là cái nước ở trong cái kết nước này rất là mới. Nhớt nè, còn mới tinh nha cô chú anh chị nha. Đó, nhớt còn vàng ươm luôn, rất là mới ha. Đó, nhớt đủ và còn rất là vàng, không đổ hơi, không đổ khói nha. Bởi vì xe này chạy mới có 13 vạn à, làm sao có chuyện đổ hơi hay đổ khói. À, xe này là người ta trong dân ra, Tâm vừa nhận được hồi hôm qua. Thì hôm nay Tâm up lên cho bà con mình coi luôn. Thật sự là nguồn gốc dân 100%, không có qua dịch vụ kinh doanh Grab mà cũng không có qua lao chùi, mách cúp, xì ba gì hết á. Nó đẹp sẵn rồi nha cô chú anh chị nha. Cái chất xe nó đẹp sẵn rồi. Nó còn chấm sơn kiểm định rồi hết luôn. Máy là chưa đụng ha. Chưa đụng, chưa tháo gì hết á. Cái này là bên Tâm đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Thì mới báo lại cho cô chú anh chị mình là cái máy còn nguyên rin. Và cho cô chú anh chị nhà mình
mua về con xe này sử dụng là bảo đảm là cảm thấy hài lòng và vừa ý, bởi vì chất xe nó còn rất là cứng, không có rò một miếng nhớt nào hết ha. Bốn máy nha, bốn máy, đây là cục mua bên sườn nè, bốn máy này là tiết đốt buri ha, bốn cái này là bốn cục mua bên sườn, bốn buri, máy rin và khô ren luôn, mới chạy mấy trăm cây số về, không có một miếng gì rò rỉ hết, và Tâm cũng chưa có lau chùi vệ sinh gì hết, thì Tâm thấy nó đẹp quá nên Tâm quay lên đây luôn cho bà con cô chú anh chị mình coi luôn. Và để Tâm nổ cái máy lên cái nữa là coi như là cái video này đã hoàn thành để cô chú anh chị mình theo dõi nha. Nổ máy lên, nổ máy lên. Ai mới cọc 5 triệu á? Đây cô chú anh chị mình thấy ha. Tâm cho cô chú anh chị mình coi cái máy nè. Đó, đèn halogen tứ hướng luôn nha. Xi nhan kết hợp xi nhan gương luôn nha cô chú anh chị nha. Đẹp lắm, chất xe thì miễn bàn. Ai mua con xe này về là cảm thấy yên tâm luôn. Bởi vì chất xe nó cứng á, 190 à. Chỉ có 190 triệu thôi, có ngay con xe Ford Kwid đời 2009, cực kỳ là chất. Chất, chẳng những chất mà còn rất là đẹp nữa. Thì chắc là cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha, cũng nắm được phần nào rồi ha. Còn nếu mà có nhu cầu kỹ hơn thì xin hãy gọi điện cho Tâm nha. Theo số điện thoại là 0917 215512 nha. Để Tâm tư vấn cụ thể hơn về chất lượng sản phẩm và về những cái gì mà cô chú anh chị cần biết thêm thì Tâm sẽ báo hết luôn để cho mình nắm vững về cái sản phẩm. Nếu mà con xe này cô chú anh chị mua thì Tâm cũng cảm thấy tự tin và yên tâm, bởi vì cái chất xe nó rất là cứng, rất là cứng, thật sự xe cứng lắm. Ai mua con xe này về đi, theo như Tâm cảm nhận được là con xe này nó sẽ giúp cho mình đi rất là bền, êm, không có hư hỏng vặt, và nó sẽ ổn định với một cái tư cách là rất là ok ở cái tầm tiền dưới 200 triệu. Bây giờ cô chú anh chị đi tìm một sản phẩm như thế này cũng hơi khó nha, và Tâm cũng xin chốt đơn ở đây. Nếu cô chú anh chị mà có nhu cầu thì hãy gọi bên ô tô Di Tâm em nha. Chúng em sẽ phục vụ bằng một cái tư cách là tình cảm hết mình cho khách hàng, chứ không có cái hơn thua hay là lừa dối nha. Tâm xin kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.